Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học chuyên đề về một loại rau củ, đó là bí đỏ. Và chúng ta sẽ tỉa hình con dê con. Và để thực hiện con dê con thì chúng ta sẽ chọn nguyên liệu như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ chọn bú bí như thế này. Và chúng ta sẽ cắt thành một khối dày khoảng 2 cm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm nha các bạn. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cắt xéo cái này các bạn. Rồi chúng ta sẽ dán. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi cái đầu. Đầu tiên chúng ta từ đây chúng ta cắt thẳng xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ đi ngã từ đây. Từ đây nha các bạn. Vòng xuống. Vòng vào. Rồi mình sẽ chặn bỏ ở đây lại. Rồi đây là ra được cái khối của cái đầu. Tiếp theo các bạn sửa cái phần này và đánh tròn trong xuống dưới đây luôn. Rồi cái mình con dê của chúng ta xong rồi nha các bạn. Rồi các bạn sẽ thực hiện, sau đó chúng ta sẽ làm tiếp. Rồi tiếp theo chúng ta làm cái chân ha. Chân thì các bạn vẽ theo cái hình như thế này ha. Cái này là chân sau. Cái này mình sẽ cắt ra được nhiều chân. Sau khi các bạn đi ra cái chân như thế này, mình sẽ cắt làm đôi thì nó được 2 cái chân. Sau đó các bạn cắt xéo ở đây cả. Rồi các bạn cắt ở đây. Ta so coi nó vừa khớp chưa. Tương tự như vậy, chân sau. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tỉa cái chân trên. Chân trên mình cắt một cái miếng. Bí dày như thế này ha. Và cắt kéo cái phần này. Vẫn là dán vào đây. Cái này chúng ta sẽ cắt cái này làm đôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa cái chân lại.
Và tiếp theo chúng ta sẽ sủi cái phần chân. Ta đi phần mỏ. Rồi chúng ta dán mắt. Sừng dê thì chúng ta đánh cái vòng cong. Tiếp theo các bạn đi theo cái vòng cong này. Ta cắt làm đôi ra thì nó được hai cái sừng. Rồi sau đó chúng ta bo tròn lại. Chúng ta dùng một cây sủi, chúng ta sủi những cái đường gần còn theo cái phần sườn. Hai điểm tròn như thế này. Sau đó chúng ta dùng dao. Tương tự như vậy, cái tay tiếp theo chúng ta cũng làm được. Đó chúng ta sửa lại cho nó tròn. Cái đuôi thì chúng ta sẽ đi một hình dấu ngã. Đó chúng ta sẽ sủi. Chúng ta cắt vỏ phần đi. Các bạn dán đi. Con dê con của chúng ta đã tỉa hoàn tất rồi các bạn.
chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu này. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.